đây này. Sang đây nhá. Im lặng đi. Im lặng đi mọi người ơi. Anh ơi. Đang lui di chuyển vào trong đi. Đứng sát vào một bên. Mọi người cố gắng đi, ai lấy về vị trí đi. Cố gắng đi mọi người ơi, Văn Thủy, nó nhẹ nhàng thôi em ơi. Cố gắng nhìn ở bên ngoài á, đừng có nhìn ở bên trong. Cố gắng nhìn ở ngoài á. Đừng có chen lên nữa. Trời ơi thầy đường nào. Cố gắng đi. Má anh ơi, cố gắng di chuyển đi, coi nhìn phía sau kìa, đừng có nhìn thầy, nhìn cố gắng nhìn phía sau đi. Di chuyển lại. Cố gắng giữ gìn im lặng đi mọi người ơi, cố gắng giữ gìn đi. Bà con hôm nay xếp hàng dài tới khu vực ngã ba này luôn cả nhà. Đó, bây giờ thì thầy tiếp tục đi cắt thật dài phía dưới bên đây. Bây giờ đứng ở đây đợi thầy đi ngược quay lên cả nhà. Bà con rất là đông luôn cả nhà. Bữa nay rất là đông như cô chú chị.
cực kỳ đông, đông gấp hơn gấp đôi hôm qua luôn. Đây là người mà xuống thì lên thầy đang trở lại từ xa lên công ty rất là xa, rồi thầy trả lại được cái gì thầy ra lại của chúng quý vị ạ. Bữa sao khóc dữ vậy? Chỗ này đứng xong đi. Thằng Năm bữa khóc á hả? Ừ, khóc quá trời khóc. Mới đi lần thứ ba khóc quá trời, đi hai lần đầu khóc, lần thứ ba khóc quá trời. Bữa nay cũng có anh Thịnh đi sát bên luôn. Sát vô, sát vô bà con ơi. Bà con mình được sát vô đi. Mình làm hình ảnh đẹp đi, mai thầy ra tiếp. Sát vô, sát vô. Thầy lúc nào cũng nở một nụ cười. Đó, thầy trên môi lúc nào cũng cười như có chúng vậy. Sao đi? Rồi quá hoan hỷ, ai cũng được gặp thấy thầy cả nhà ơi. Quá đông luôn rồi cả nhà ơi. Đông gì nhỉ? À, lúc này thì thầy đã đi cất thật xong rồi, thầy đã quay về lại bên trong rồi cả nhà. Rất đông bà con cô bác, ai cũng vui mừng khi được nhìn thấy thầy cả nhà. À, đối với mọi người, những người yêu mến thầy, thầy chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, đủ lắm rồi.
sách ra xe luôn cho. Mình chậm nữa ra xe thôi, cái xe con để ngồi chỗ đó nè. Chứ bây giờ sách vô xe rồi anh à, rất là nguyện. Nhưng mà nếu mà gặp được nữa thì quá tốt. Lại gặp nữa hả? Dạ. Nhường cho những Phật tử khác. Dạ đúng rồi, nhường. Muốn nhưng mà phải nhường thôi. Đúng rồi. Dạ, rồi em cảm ơn. Cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe. Đây, bây giờ thì bà con cũng xong khi sau khi gặp thầy xong thì cũng ai về nhà nấy để tiếp tục công việc làm ăn cho, lo cho cuộc sống hàng ngày. Đó, rất là trật tự, rất là vui mừng hoan hỷ nha cả nhà, cả nhà. Đó, bác rất là vui, nó gặp thầy bác vui hơn nữa. Đó, quá luôn. Lại một cái không không thôi. Bay vừa thôi. Không, nỡ bà chụp hình một cái vào vào mà. Bay vừa thôi. Bay là nữa là con nốt một lòng luôn ấy. Con một tí đây em nằm nhỏ nha. Bà như kiểu cô Hằng là chết đấy. Gần gì mà được, con cứ chụp nhiều lắm, bà cái nào mà lấy nha. Ok. Trời ơi, con bay nè. Thôi, lấy hình ảnh mà. Lấy hình ảnh xíu thôi. Lấy hình ảnh của Gia Lai mang về Hà Nội. Dạ, yeah. Ồ, bà ở Hà Nội luôn hả? Rồi, tận Hà Nội, cô tận Hà Nội. Ôi giời, tận Hà Nội vào đây 3 lần rồi. À, cô vào 3 lần rồi. Không biết cái bay chắc đi đâu khoảng độ gần chục triệu. Quản ngại đường xa xa xôi. Đấy, cái này mới đẹp chứ còn. Chúc bà sức khỏe nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Hôm nay được gặp thầy rồi ra về. Vui. Thầy sắp ra rồi. Sáng rồi. Trời bắt đầu hừng đông rồi. Đã xem cô bao nhiêu. Chào cô. Đi với ai vậy chứ? Gần 80. Một tí. Bởi ôi, vậy mà sao thấy cô tiểu quá. Gần 80 rồi. Ở ngoài Hà Nội cô vẫn dạy luật là lái ô tô. Ui, đây là cô ở trường dạy luật. Cô ở trung tâm thôi. Trung tâm đào tạo. Tức là làm thêm thôi chứ không phải làm làm chính. Đúng rồi. Chính trên đây thì là làm cán bộ. Giờ nhà nước cho cô nghỉ đấy đâu ra mà làm chứng minh nữa à, quá tuổi rồi. Thầy sắp ra, đứng góc này là đẹp nhất. Đứng góc này là nhìn thấy thầy đẹp nhất. Dưới góc dưới kia. Hà Nội à, cô ở quận nào? Quận Hà Đông. Khúc này là thầy đi từ trong cái máy nó ra cả nhà, ngay cái cua rồi cho nên là mình trọn vẹn thầy nhìn thấy nó đẹp hơn. Đó, nếu như vậy chưa biết cứ đi bắt em có thể hướng dẫn hỗ trợ cho khu vực ở đây là không có khách sạn, đẹp có nhà trọ, nhà nghỉ được thôi. Bán trong vòng bán kính 10 km chỉ có nhà trọ, nhà nghỉ mới, hay là xin ở nhờ nhà dân thôi. Khu vực ở đây là không có. Ừ. Khu vực bên đây bà con cô bác bán bấy tranh của thầy này. Bán áo tranh của thầy rất là nhiều cả nhà. Vậy thôi, còn đến đây thì không có mất gì hết nha. Có anh tranh gì? Tranh gì? Có tiền xe thì cổ hay là như thế này sẽ chưa tới đây thôi. Đất Hà Nội, đất Bắc, được nước già trắng. Vào đây cô nhìn thấy cái đất Tây Nguyên cũng khác không? Ở Hà Nội đây có lạnh không cô? Mùa này có lạnh không? Mùa này bắt đầu sao mùa lạnh? 8 độ. Chào cô. Mùa này nấu cơm cho thầy. Theo tình hình là giờ này là thầy chuẩn bị ra nha. Không kịp được.
Cô ấy là nấu cơm cho thầy, nấu cơm cho bố mẹ thầy. Bà nụ đấy, bà nụ đấy. Trong đây này, đi vào đây, thẳng đây, trong đây, ké đây phải. Đây là bố mẹ thầy. Bố mẹ thầy nhé. Trong đây đi vào mà các bạn ạ. Cách đây cỡ tầm 500 mét. Không đi. Đây ngã ba đây này. À thẳng đấy làm ghé thì. Sao mà đi vô? Ghé thì trái, ghé thì phải một xíu nữa. À tới. À, bao quanh khu vực hồ này. Bố thầy có bộ râu như bác Hồ. Thế thì phải hướng dẫn được lý thuyết làm giấy phép lái xe chứ. À. Không có thiện sao mà nhớ được 600 câu lý thuyết. Vừa trẻ mà vừa mắt tinh nữa. Giờ vẫn cô vẫn đọc được sách cô vẫn chưa cần phải tính. À vẫn đọc được báo cô. Đọc tỏ. Đây vậy cô vẫn lên đây tin nhắn thế này. Rồi cháu biết rồi, cô nhìn điện thoại đấy mà chữ chìa các thứ thế mà biết hết này. Đây này. Ui à. Thầy sắp ra nhé. À, không nhanh được như trẻ thôi. Dạ. Thầy sắp ra. Chứng tỏ có một mắt. Đây chú cháu trong đây dân lao động này. À, đất trong này có nhìn thấy không? Trong này lấy đâu ra mà mắt tinh được? À, anh thật hả? Đó đâu thầy sắp ra chứ? Đó, bây giờ đang từng đợi từng phút từng giây để đợi thầy ra nè cả nhà. Thầy cũng sắp ra rồi, ít phút nữa thôi. Anh Thành cả nhà, anh Thành đang đứng giao lưu chụp hình. Cháu ngày xưa bác là dân đi chợ cháu nào chẳng biết. Ở đây nhiều thứ nghiện lắm, tối qua cô ngủ nhà Hùng đây. Hôm qua cô ngủ nhà Hùng đây, ông thanh nghiện đây này. Bây giờ được hôm qua đến nhà bác tôi. Hôm nay lấy thanh nghiện, chồng tôi, chồng tôi. Cách đây cơ. Và rồi nó nhắc nhở. Rồi nó bảo bà ơi, cô chụp thần thái ghê. Có mấy cái thần thái ghê. Rồi bà ơi, mà mấy đêm nay mất ngủ. Bà ơi, cho bà lại làm như vậy là như là CEO Phương Hằng. Bà lại làm cho chúng con. Bà ơi, cho hỏi thăm là bà đi vào lần thứ 3 rồi hả? Cô đi lần thứ 3 đấy. Ồ, đi lần thứ 3 rồi. 3 lần bay luôn. 3 lần bay, trôi chạy dần chi với chắc mình chắc cao lắm hả? Lần thứ nhất là cô bay vào Đà Nẵng. Dạ. Tại hai cháu nó lại đừng đưa cô lên trên YouTuber đấy nhé. Dạ, cô lỗi cô. Cô là phải lên vào đây. Cô lên cô nói lung tung người ta cười cô. Thôi, cô là đặc biệt là đi tới 3 lần. 3 lần bay. Nhưng mà ở xa Hà Nội chứ không phải là ở gần. Lần thứ nhất thì bay vào trong Đà Nẵng. Thì là hôm ấy là hôm mùng 3 thì thầy đã dừng lại hôm mùng 2. Dạ. Thế lần thứ hai thì bay vào đây hôm 15 thì lại ngủ ở ngoài bờ Lê Cu. Dạ. Sáng 16 bay vào đây thì thầy lại trên đường đi ra Nha Trang. À. Chỉ có duyên dựa vào đảnh lễ của cha mẹ của thầy thôi. À thế thì chưa được gặp thầy lần nào cô hả? Chưa được. Hôm nay hôm qua được gặp rồi. À, hôm qua được gặp rồi. Hôm qua được gặp rồi và hôm nay được gặp nữa thì là hai lần duyên hai lần. Dạ. Thế là tài nguyện là lại quay về Hà Nội thôi. Ok, cô ạ, thôi thì đối với hôm qua cô mua vé máy bay rồi. Dạ, đối với cá nhân cháu thì nói chung là kiếp này mà mình sinh ra mà có thầy trên đất nước, trên mảnh đất này là đã tuyệt vời. Một cháu này, hai cháu này, ba cháu này, bốn cháu quay về vào mình. Xin chào bạn nhé. Dạ, chúc sức khỏe cô. Dạ, chúc sức khỏe cô. Dạ, chào bạn nhé. Tạm biệt nhé. Tạm biệt cháu này, chiều cô lại bay về Hà Nội. Dạ. Con này chiều cô phải bay về Hà Nội rồi, cũng thế này. Dạ. Khỏe nhỉ? Năm nay gần 80 tuổi vẫn khỏe, mắt vẫn tinh. Cô vẫn ở Hà Nội, cô vẫn đi Hoàng Cao hả? Ui. Cô trẻ bình thường nhỉ. Dạ. Nhưng mà chỉ biết đi xe số thôi, không biết đi xe ca. Đúng rồi, đi xe số nó an toàn hơn cô. An toàn. Dạ. Còn mình đi nó nhẹ nhàng. Xin lỗi cả nhà nhé. Rồi thầy sắp ra cả nhà ơi. An ơi, sao chỗ đây bây giờ không nhắc được mấy anh này à? Cố gắng đi.
năn nỉ mà anh xíu là được chứ có gì đâu. Lên năn nỉ mà anh tí có đâu mà. Mấy anh ơi cố gắng mình lui xuống đây một tí này, mấy anh ơi cố gắng di chuyển xuống đây một tí cho em tí. Đó. Nói chung bọn em năn nỉ ông anh là khu vực này là ngắm thầy là đẹp nhất nha cả nhà. Không được mình phải năn nỉ người ta liền chứ. Đúng anh. Đây cái cua này là ngắm thầy là đẹp nhất. Má anh uống cà phê em mời thoải mái. Cố gắng. Phải nghỉ. Anh cứ uống đi cứ nói ghi cho Lâm trà dép. Cố gắng anh cứ uống đi em sẽ gửi tiền. Nha. Lâm mong rằng là mấy anh thông cảm. Mình vì cái chung. Nói đùa mấy anh đừng buồn nha mấy anh nha. Phải nghỉ. Nói chung nữa về lên nhà chụp thoải mái. Nói chung lên nhà chụp thoải mái. Hai anh đẹp trai nữa nè, hai anh đẹp trai, hai anh ơi, hai anh đẹp trai, cố gắng mà di chuyển xuống giùm em tí, năn nỉ. Nói chung bọn em năn nỉ rồi mà, có gì đâu, anh nghỉ xíu đi anh. Anh trai, cố gắng đi mà, năn nỉ, thề luôn á, năn nỉ. Chỗ nào không được mình phải năn nỉ người ta liền nha em. Cố gắng được cho người ta di chuyển lên em nhìn ra cánh gà chứ đừng có nhìn là nhìn ra cánh gà chen lên nãy giờ đó. Cố gắng đi. Giữ kia kìa anh ơi, đừng cho di chuyển nữa. Anh ơi. Nhắc mấy bà đi đừng quay nữa. Mình quay làm sao mà nói người ta nghe được. Nói chung là cũng gần đến giờ rồi thì con mong bà con cô bác là hết sức là hợp tác. Ai nấy thì mình cố gắng là giữ gìn trật tự. Khi mà thầy đi ngang qua mọi người cố gắng đừng la hét nha mọi người. Thôi đừng có lên nữa, đừng có kêu nữa chị ơi. Thầy gần ra rồi, đừng có di chuyển nữa. Anh ơi, mình cố gắng đi anh ơi. Năn nỉ một lần thứ ba. Phật tử dưới đây năn nỉ lần thứ ba. Mình cố gắng đi anh ơi. Năn nỉ.